Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị và các bạn vẫn chưa quên vụ xe Audi tông 3 người tử vong, một gia đình ở Bắc Giang xảy ra vào tháng 6 năm ngoái. Vụ tai nạn đã khiến chàng trai Nguyễn Hải Tân, 20 tuổi, sinh viên năm 2 Đại học Công nghiệp Hà Nội, phút chốc mất đi cùng bố mẹ và em gái. Mặc dù hơn 8 tháng đã trôi qua, người ta đã thôi nhắc về vụ tai nạn, nhưng nỗi đau vẫn xé lòng người ở lại. Chuyện xảy ra thật bất ngờ, hệt như cơn ác mộng. Ngày đầu năm Quý Mão 2023, trong căn nhà nhỏ vắng lặng gần như không có sự xuất hiện của Tết ở khu phố Hòa Yên, thành phố Bắc Giang, Nguyễn Hải Tân, 22 tuổi, cẩn thận sắp mâm cơm cúng lên bàn thờ, công việc tưởng như chỉ dành cho những người lớn tuổi trong nhà. Bên ngoài, cả khu phố rộn ràng lời chúc Tết từ những người trẻ và sự vội vã của người già đang chuẩn bị cho hội đình truyền thống. Tân thắp một nén nhang rồi ngồi lặng bên góc gian nhà. Phía trên tường là di ảnh của bố, mẹ và em gái treo cạnh nhau. Nguyễn Hải Tân là người duy nhất còn lại. Sau cú tông của tài xế say xỉn trên chiếc Audi vào một đêm mùa hè năm ngoái, cú tông đã cướp đi sinh mạng của những người thân nhất của cậu. 23 giờ 32 phút ngày 2 tháng 6 năm 2022, ô tô Audi 5 chỗ biển số 98A 49944 đi rất nhanh trên đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Khi qua ngã tư Hùng Vương, ô tô này đã tông tử vong 3 người trên chiếc xe máy. Họ là một gia đình vừa trở về sau chuyến thăm người con trai đang thực tập tại Hà Nội. Những tiếng khóc cứ thế vang lên từ những người thân đến nhận dạng nạn nhân và cả người chứng kiến sự việc. Máu trào ra đỏ mặt đường, mặt trời chưa rạng hẳn trên đất Bắc Giang, đã có 3 người bỏ mạng. Tân nhớ lại cái đêm ám ảnh khi nhận được hàng chục cuộc gọi, nhưng tất cả số máy đều không phải là của bố mẹ. Linh cảm cho cậu biết có điều chẳng lành, dù mọi người đã cố giấu, chỉ bảo em nhà có chuyện. Về cách nhà khoảng hơn 100 mét, Tân thấy rất đông người đứng phía ngoài. Điều cậu lo sợ đã trở thành hiện thực. Tiễn bố mẹ và em gái về cách đó chưa lâu, vậy mà giờ trước mắt cậu là cảnh tượng họ nằm giữa nhà, phía trên phủ lớp vải trắng. Đám tang kết thúc, khi tất cả ra về cũng là lúc căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Chàng trai 21 tuổi bất đắc dĩ trở thành trụ cột chính của gia đình, cùng trách nhiệm chăm sóc bà nội bị tai biến. Hơn nửa năm trôi qua, nỗi đau mất mát chưa một ngày nguôi ngoai trong cậu. Hải Tân có tỏ ra lạc quan, Tết này nhìn những người đến thăm nhà em mà đi cùng cả gia đình, em lại mong có phép màu để được như họ. Trong khi đó, ngôi nhà của chị Đỗ Thị Hồng Dung, thím của Tân, nằm ở sát vách. Hàng ngày chị Dung đều sang thăm lo cho sinh hoạt của người cháu và bà cụ. Chị Dung nói, Tân là người sống tình cảm, hay suy nghĩ, tôi vẫn thường chạy qua cơm cháo để cho thằng bé vơi đi nỗi thiếu vắng. Người ta rồi sẽ thôi nhắc về vụ tai nạn của anh chị tôi, nhưng nỗi đau vẫn xé lòng người ở lại. Tân mở lòng, thích nghi với cuộc sống là một phần, nhưng dịp Tết, sự thiếu thốn gia đình lại càng dồn dập đến. Em thật lòng không muốn bất cứ ai phải trải qua cảm giác này. Trong dịp Tết vừa qua, khi ngồi vào mâm cơm cùng họ hàng, Nguyễn Hải Tân như thói quen đều ngăn những người sẽ lái xe không sử dụng đồ uống có cồn. Mọi người đều nghe theo cậu. Ra Tết, trong khi chờ lịch đi thực tập, Tân sẽ cùng bác trai đi làm chính công việc mà ngày còn sống bố cậu vẫn làm, lắp đặt, cho thuê loa đài cho sự kiện. Vừa để trang trải cuộc sống, cũng là có việc chạy đi chạy lại. Chàng trai 22 tuổi nói trước ban thờ của bố mẹ, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, em sẽ học liên thông lên đại học. Sau nỗi đau, nhất định em phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong năm 2022, Nguyễn Hải Tân là một trong hàng nghìn người phải chịu khổ đau vì tình trạng sử dụng bia rượu lái xe, thứ đã trực tiếp lấy mạng ít nhất 241 nạn nhân trên các tuyến đường. Con số này chưa bao gồm những nạn nhân tử vong do tai nạn vì nguyên nhân khác, nhưng gián tiếp liên quan đến nồng độ cồn.